sẽ cùng tham khảo một dòng Acer V3 của dòng Aspire mà các bạn tham khảo. Chúng ta đang có mặt tại đây là dòng Acer với cấu hình AMD Quad Core. Hiện tại máy được trang bị cấu hình là RAM 4GB và ổ cứng 500GB. Máy được trang bị màn hình 15.6 inch các phím số. Chúng ta thấy mặt máy được thiết kế cũng khá là dễ thương với sự tách khoảng cho touchpad là màu đen và phần này rõ ràng để chúng ta dễ gõ bàn phím với màu xám, xám nhẹ, được thiết kế bằng vỏ hợp kim ha. Mặt ngoài của máy thì cũng được thiết kế bằng một vỏ bóng đen tuyền với đường nét là hình góc cạnh. Mẫu này khá thích hợp với các bạn đã thích những cái họa tiết cũng như đường thẳng. Mà tôi cũng là một tín đồ của cái dòng sản phẩm, tôi thích cái đường nét như vậy, như thế này nó tạo cảm giác sang trọng cho cái mặt máy cao hơn. Thường thường với cái mẫu được thiết kế cái hợp kim, cái độ bền máy chúng ta thấy nó lúc nào cũng được độ bền tốt hơn những loại thiết kế bằng mũ nhiều. Ở đây thì chúng tôi trở lại với cái cấu hình AMD và Core này. Máy này phù hợp với các bạn nào sử dụng đồ họa, chuyên vẽ các cái phần mềm AutoCAD, Photoshop thì với màn hình HD graphics bạn có thể vẽ tương đối ổn định. Ngoài ra thì máy được sở hữu cái bộ dãy loa khá là hấp dẫn, khá là lớn. Chúng ta mở cái âm thanh được cường độ cao. Chúng ta thấy máy có trang bị cả ổ đĩa DVD mà không với cái cổng xuất VGA và HDMI thì các bạn có thể thoải mái cho việc trình chiếu tại cái công ty của chúng ta khi cần thiết phải thuyết trình một cái sản phẩm nào đó. Đây là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài ở trong thị trường Mỹ, nên có độ bền được đánh giá khá là cao tại thị trường Mỹ. Các bạn có thể xem trực tiếp sản phẩm này tại showroom của Laptop Center Shop, đó là số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10. Các bạn có thể xem giá của dòng này bên dưới video này, bạn có thể lo chuột xuống phía dưới, chúng tôi có một đường link để backlink để xem giá, chúng tôi có thể thường xuyên giảm giá cho các bạn. Rồi, mời bạn. Anh cho em hỏi cái dòng này mình xài có bền không anh? Một số bạn cũng chưa có hiểu rõ về dòng Acer hay Asus lắm, thì tôi cũng trong lực như thế này. Ngày nay Acer và Asus cải tiến rất là nhiều, nên các bạn an tâm cho việc sử dụng. Họ thiết kế ra để đạt được lòng mọi người. Chúng ta đừng đánh giá chiều như bạn chúng ta sử dụng một cái sản phẩm nào đó rồi nghĩ rằng con này dở lắm, đừng có mua dòng tất cả thương hiệu của nó đều là chơi hết. Điều đó sai. Ở đây chúng tôi lúc nào cũng có hàng trăm sản phẩm, chúng tôi hiểu rõ được cái dòng phẩm nào không bền. Chúng tôi luôn chọn những mẫu bền mới bán được cho các bạn. Vì nếu như bạn đột cặp cũng bạn phải mang đến chúng tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, cho nên các bạn an tâm. Chúng tôi không để các bạn phải thiệt thòi việc lựa chọn sản phẩm đâu. Chúng tôi đã là người lựa chọn hết cho các bạn. Đây là một trong những mẫu sản phẩm tôi đánh giá rất là cao về chất lượng. Bây giờ em muốn mua hàng thì mình đặt hàng như thế nào anh? Bây giờ ví dụ giờ em muốn mua trả góp thì sao anh? Nếu như bạn ở, bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng thì bạn có thể mua trả góp tại cửa hàng, thì bên phía người của ngân hàng sẽ làm việc với bạn. Còn nếu như các bạn ở xa thì các bạn có thể đặt hàng online nhưng không thể được giải quyết được những vấn đề trả góp nha. Trả góp được với điều kiện khi bạn ở xa bạn phải có thẻ tín dụng credit card thì sẽ hợp lệ hơn. Và các bạn mọi thắc mắc có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0903344188 hoặc 0908115124. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn ngay khi các bạn cần thiết cái dòng máy này. Cảm ơn các bạn.